Em Dung Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác. Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024. Thì em Dũng cũng xin giới thiệu đến các bác một combo đầu CD và đầu MD giải mã của Soly, với mã model là con CD, có mã model là CDP XB740. Còn con đầu MD thì là MDS GB940. Và cả hai con này thì là cùng một cái form và cùng một cái kiểu dáng các bác nhá. Đấy, cùng một form, cùng một kiểu dáng này, chiều sâu như nhau này, chiều cao như nhau, chiều ngang cũng như nhau, 43, mặt phanh nhôm. Đấy, chiều cao của hai con này cũng như nhau luôn. Và để vào phần giới thiệu chi tiết về hai con này thì em vẫn làm cái chương trình đoán ba số cuối của cái tờ tiền 20.000. Thì các bác sẽ bình luận cho em ba số cuối của cái tờ tiền 20.000 vào video này. Thứ hai, cho em xin nút like video. Và thứ ba, các bác bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết cho các bác những cái sản phẩm mà có mặt tại shop em ngày hôm nay. Và đây là cái tờ tiền mà em đã che đi ba số cuối, còn đây là cái số hotline duy nhất bên em 0966723489. Và cái số điện thoại là cũng là số Zalo và cũng là số điện thoại để các bác liên hệ với em để chốt hàng. Thì bây giờ em sẽ review chi tiết cho các bác về hai chiếc đầu CD và MD của Soly. Hai mẫu này thì được sản xuất cùng vào năm, sản xuất vào cùng năm 2000 các bác nhá. Con ở dưới thì là con CDP XB740, con này là một con CD thường. Còn con ở trên thì là một con đầu MD giải mã 24 bit. Đấy. Đây em sẽ quay chi tiết góc cạnh của cả hai con trước này. Em sẽ quay góc cạnh này, nắp lưng này không móp méo các bác nhá, rất đẹp. Đây, em quay mặt dưới con 740 này. Và đây là những cái dàn phím chức năng của nó này. Và con này có chế độ chỉnh filter, chỉnh chế độ nhạc 1, 2, 3 và STD. Đấy, rất đẹp. Đấy, con trên là con MDS GB940. Cả hai con này thì có cái màn hình hiển thị là cực kỳ sáng các bác nhé, không mờ, không bị mất nét. Đấy. Và đây là góc cạnh trên của nó đây. Thì cả hai con này thì đều có cái dây nguồn zin đi theo máy về các bác nhé. Con ở dưới là con XB740. Con này thì nó có số seri là 2200709. Máy make in Malaysia, điện 100V, 11W, 50/60Hz. Còn con ở trên cũng máy make in Malaysia, số seri là 2203410, cũng điện 100V, 12W, 50/60Hz. Còn cổng ra của con CD XB740 này thì con này nó gồm có một đường quang và một đường đồng trục la và một đường Avera. Còn con GB940 thì nó có hai đường quang vào, một đường đồng trục vào, quang ra và đồng trục ra, và một đường Avera Mini đây, và có cả một đường AV vào. Đấy, hai con này về cái chiều sâu của hai con này thì y xì như nhau các bác nhé. Đấy. Và hai con này thì sử dụng mắt của nó là mắt MD, là mắt phổ thông KMS260A, thu phát ghi xóa tốt. Còn mắt CD của con XB740 này thì con này sử dụng mắt KS213B, cũng là mắt phổ thông và mắt nhật xịn dễ thay thế hết. Và cả hai mắt này đều là hai mắt nhật xịn các bác nhé. Đấy. Tất cả các chức năng của hai con này thì em cũng đã test rất kỹ càng rồi. Thu phát ghi xóa là cực kỳ ok. Và con MDS GB940 này thì có chức năng là chỉnh volume to nhỏ khi các bác làm DAC. Đấy. Đấy, rất đẹp. Thì bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng của con GB940 ở trên ra và em sẽ cho các bác xem cái ruột gan và cái cách cắm. Cách cắm từ con XB740 lên con GB940 và cắm dây quang và cắm đường AV Ramni. Đấy. Các bác mà chơi một combo này về thì quá ok, quá đẹp rồi. Không phải nghĩ một cái vấn đề gì. Đúng chuẩn CD và MD cùng form của Soly luôn. Cùng combo luôn. Đấy. Vâng. Thì bây giờ em sẽ mở cái nắp lưng này ra và cho các bác xem cái ruột gan của con GB940 ở trên này. Đấy. Con ruột gan của con CD XB740 này thì em cũng đã có ảnh ruột gan rồi các bác nhé. Các bác cần thì các bác cứ liên hệ Zalo em. Hôm nay em chỉ quay cái ruột gan con ở trên này thôi. Đấy, đây là cái phần màng mạch nguồn này, nguồn RCO này.
và mạng mạch analog và mạng mạch giải mã, và đây là OMD. Tất cả máy móc bên em thì các bác cứ yên tâm là zin nguyên bản tuyệt đối 100% các bác nhé. Máy móc rất đẹp, linh kiện này. Ổ MD thì cái ổ MD con này thì nó sử dụng mắt 260A, mắt phổ thông dễ thay thế và thu phát tốt này. Đấy, bền bỉ và trâu bò, giải mã không cần đĩa mồi 24 bit, và đây là cái nguồn RCON, nguồn zin của nó. Tất cả máy móc bên em thì các bác cứ yên tâm là zin nguyên bản 100%. Và đằng sau máy này thì em đã kết nối đường coaxial đồng trục là cái dây màu cam này lên cái phần đường coaxial vào của con JB940. Còn đường quang thì em kết nối từ TV, còn dây nguồn thì em cắm điện 100V cả hai con các bác nhá. Còn em sẽ lấy đường AV từ con JB940 này ra. Còn con Sony XB740 này thì em sẽ lấy đường đồng trục ra để lên con này nhá. Đấy. Rất đẹp ạ. Ruột gan này, đẹp như mới các bác nhá. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ test cho các bác phần MD. Thì phần MD của con CD này, à của con MD này thì em sẽ bật nguồn lên. Và em sẽ test phần chức năng giải mã từ TV trước. Đây các bác ấn phím rec cho em là xong thôi. Đường quang số 1 optical đây ạ. Thì em có một cái lưu ý nhá, thì các bác nhìn cái màn hình mà cái chữ no dick với cái màn hình ô này, cả hai con nó cứ nhấp nháy này, không phải là do màn hình bị nháy đâu nhá, do cái hệ thống camera em quay nó lấy nét thì nên là nó sẽ bị nháy như vậy thôi, còn thực tế là không nháy đâu các bác nhá. Đấy nên là các bác yên tâm. Đấy, đây, ấm phím rec này thôi. Còn ở bên dưới đây thì em cho nó chạy CD này, đây là phím này, phím lách bài hát này. Đấy, nó có tên, đĩa nào có tên bài hát nó hiển thị tên luôn. Đấy, rất hay các bác nhá. Và đây tất cả những cái phím bấm, và con này nó có sử dụng filter STD này, 1 này, 2, 3 này, 3 chế độ filter nghe nhạc. Đấy, rất tiện. Đấy thì phần bây giờ em sẽ đút cái đĩa MD vào, em sẽ test phần MD cho các bác nhá. Hai con này đúng combo luôn, XB740 và MDSJB940 cùng một form màu luôn, màu vàng gold. Đây bấm phím rec này. Đây. Không ghi nữa các bạn, nút tốt cho em và sẽ cho đĩa ra cho em để nó sập cần thu xuống để nó lưu cái bài thứ hai vừa ghi từ nhạc từ trên TV vào đĩa nhá các bác nhá. Đấy, em sẽ đút lại để kiểm tra xem nó lưu cái bài thứ hai chưa và em sẽ cho chạy lại. Đấy, em sẽ play này, lách sang bài thứ hai này. Thì cái chức năng ổ MD cũng như là giải mã ở con JB940, tất cả các chức năng
của hai con này thì em cũng đã đều test ok hết rồi các bác ạ. Đấy thì ngoài ra thì các bác sẽ lấy con 940 này, lấy đường đồng trục ra để làm chức năng lên con JB940 làm DA. Bây giờ em sẽ test thêm cái đĩa lòng trắng. Thì khi các bác làm con JB940 làm cơ để lấy con con XB740 này để làm cơ chạy CD và lấy con JB940 làm giải mã, thì các bác sẽ chuyển cho em phần input này. Đấy, về phần Cosian này em sẽ bỏ đĩa ra. Và em xin phép là cái nhạc ở phần CD này thì em không cho ra tiếng nhá. Đấy, vì nó liên quan đến vấn đề bản quyền. Đây em đang cho chạy này. Em bấm phím deck ở trên đầu MD này. Đấy là nó đang chức năng là giải mã từ con XB740 lên con JB940. Đây, qua cái cổng Cosian mà cái cổng jack mà em cắm cái jack màu vàng à màu cam đấy các bác nhá. Đấy. Hoặc là các bác sẽ ghi đĩa từ con XB740 này lên con MD này. Đây ví dụ đây. Em đút đĩa vào này. Đấy. Đấy, em sẽ ấn nút rec này. Đấy, và em sẽ ghi đĩa là nó ghi cái bài số 6 này. Còn trên MD nó là bài số 3. Đấy, mình ghi hết một đĩa CD thì nó tự dừng, và khi đĩa CD nó qua bài thì bên MD ghi đĩa nó cũng qua bài các bác nhé. Đấy, rất chi là hay và tiện. Và hai con này thì em cũng báo giá luôn cho các bác nhé. Con XB740 thì con CD này thì con này em bán là 5.500.000 đồng. Đấy, rất đẹp, hai con đều đẹp xuất sắc. Còn con JB940 hai con ở trên này, con MD giải mã này thì con này em bán là 6.500.000 đồng. Đấy, con ở dưới 5.500.000, con ở trên 6.500.000. Hai con này nếu mà bác nào mà lấy tất cả combo này thì em sẽ ăn bớt cho các bác 500.000 đồng. Đấy thì bên em vẫn có hai hình thức cho các bác thanh toán, là nếu các bác mà ship code thì các bác vui lòng cọc cho em tối thiểu là 500.000, còn các bác mà chuyển khoản đủ tiền thì bên em sẽ bao ship toàn quốc. Còn con ở dưới này thì bên em sẽ tặng cho các bác một dây AV, một đĩa CD phono. Còn con ở trên thì bên em sẽ tặng cho các bác là một đĩa MD có chương trình, một dây AV và một dây quang từ TV. Còn nếu các bác mà lấy thêm, lấy đúng cả hai combo này, em sẽ tặng thêm cái dây đồng trục vừa cắm đằng sau luôn, để về cho các bác là có cái kết nối luôn. Đấy thì mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác liên hệ thẳng với em theo số điện thoại là 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Và bên em vẫn có giao hàng ship code toàn quốc. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.